Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023, tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã diễn ra đại lễ khánh thành ngôi tổ đường, nhà thờ mẫu chùa Linh Ứng, chùa Kim Đới và lễ kỷ niệm 24 năm sư cô Thích Hạnh Như về nhập từ. Quang Lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, ban trị sự quận Lê Chân và chính quyền sở tại. Chùa Linh Ứng là một ngôi cổ tự gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất địa linh nhân kiệt thuộc thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Nơi đây đã từng có phúc duyên lớn được cố đại lão hòa thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ về tu tập, hành đạo và trụ trì trong suốt thời gian từ năm 1952 đến năm 1957. Báo cáo quá trình kiến thiết xây dựng, sư cô Thích Hạnh Như, trụ trì chùa Linh Ứng cho biết, ngôi tổ đường và nhà thờ mẫu chùa Linh Ứng được xây dựng theo kiến trúc cổ truyền dân gian với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng được kêu gọi từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử phát tâm công đức. Chùa Linh Ứng hoàn thành chính là để kiến tạo một công trình tâm linh vô giá tại địa phương, đặc biệt là bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Phật tử, mà còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật, đóng góp vào di sản văn hóa của quê hương, để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Tiếp đó, chư tôn đức tăng ni, quý quan khách, quý Phật tử đã cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện và tổ đường chùa Linh Ứng trước khi tham gia tiệc buffet chay. Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra khóa lễ tụng kinh dược sư cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia cường thịnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.